Hello, Miss Rosa here. Have you ever read the marketing terms without understanding what they mean? You want to understand and read the marketing terms pronunciation properly? If the answer is yes, watch this video. Hôm trước mình đi học một cái khóa sale thì có những cái thuật ngữ marketing mà rất nhiều người bạn đọc sai phát âm tiếng Anh của từ đó. Vậy video này mình sẽ hướng dẫn các bạn không những cách đọc phát âm tiếng Anh mà cả những cái từ chuyên ngành marketing thông dụng nữa. Trong lĩnh vực marketing thì mình có cái quảng cáo của Facebook. Thì đầu tiên mình sẽ làm quen với từ này đúng không? Bình thường người mình hay gọi là Facebook thì cũng nhiều người quen đọc như thế và đấy là việc hết sức bình thường khi mình Việt âm hóa nó cái từ đấy để nó dễ đọc. Nhưng trong tiếng Anh, cái từ face có nghĩa là khuôn mặt, book là cuốn sách. Thì face nó có âm S ở đây, bạn nhìn phiên âm của nó này. Face nó có âm S ở cuối nhé. Tất cả những cái từ trước cái đuôi kết thúc bằng CE trong tiếng Anh là CE thì sẽ đọc là face. Hai chữ O này phiên âm của nó là âm Facebook chứ không phải là Facebook nữa. Nếu mà bạn muốn đọc chính xác cái âm của nó hoặc là bạn nghe người nước ngoài đọc thì bạn có thể dễ dàng nhận ra nó hơn. Việc mình đọc thế nào nó sẽ không quyết định lắm khi mà mình trao đổi giữa những người Việt, nhưng khi bạn nghe người nước ngoài nếu bạn không chú ý phát âm thì rất là khó nghe. Ok, once again, đọc lại một lần nữa nhé. Facebook. Ok, Facebook. Facebook. Tiếp theo trong Facebook thì mình có những cái món là những cái bài đăng trên Facebook như nghĩa các bạn thấy đây là Facebook post. Thì âm O mình thêm cái từ mới là post, các bài đăng đó. Âm gió nhỉ? O. Đây là một cặp âm ạ, chứ không phải là một âm lẻ là post hay là như các mọi người hay đọc chẳng hạn. Thì cái chữ p nó là âm gió, âm o cặp âm và post. Ok, Facebook post. Mình di chuyển đến từ tiếp theo thì seeding. Seeding, seed là hạt giống, là gieo trồng, động từ có nghĩa là trồng nó thành một cái hạt. Thì cái việc gieo trồng này trong marketing thì được gọi là một cái hình thức truyền thông bình luận đánh giá về sản phẩm và dịch vụ. Tiếp theo mình có một cái thuật ngữ là sell, thì nó hay nhầm với cái từ sell trong bán hàng là sell hoặc là sale trong cái thuật ngữ là sự bán hàng hoặc là giảm giá. Thì cái từ sell SEO này là viết tắt của ba từ khác, ba từ search engine optimization. Optimization, ok. Có nghĩa là optimization là tối ưu hóa này, engine là công cụ, search là việc tìm kiếm, tức là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ạ. Tiếp theo là cụm từ coverage. Cover là động từ bao phủ, ví dụ như là mặt nước bao phủ lên, bầu trời bao phủ lên phía dưới chẳng hạn. Đó thì đấy gọi là động từ cover, thì danh từ của nó là cái mức độ che phủ của nó. Coverage. Coverage. Bạn chú ý ở đây là chữ viết của nó là chữ A. Trong tiếng Việt là chữ A đúng không? Nhưng mình không đọc như theo quy tắc phổ biến thông thường là âm A mà đây lại là âm I. Coverage. Có nghĩa là mức độ che phủ hay gọi là cái mức độ phân phối. Tiếp theo mình có từ sitemap. Thì ở đây là bản đồ, sơ đồ website. Thì site bạn sẽ thấy nó có cái âm cuối là map, nó có âm cuối là site map. Ok, tiếp theo mình có từ visit. Chữ này nó viết là, mình có thể đọc là visit hay cái gì đó đúng không, nhưng là nó cái âm này cũng phổ biến nên nhiều người có thể đã đọc đúng rồi, nhưng mình chú ý để bạn thấy là cái sự khác biệt trong cách viết của tiếng Anh và cách phát âm của nó. Thì đây là visit. Bạn sẽ thấy dấu phẩy ở trước cái từ này chính là trọng âm của nó và bạn đọc mạnh vào nó. Visit thay vì là visit. Ok. Tiếp theo, visit thì là cũng từ rất là phổ biến. Có nghĩa là động từ, có nghĩa là thăm viếng. Thì ở đây nghĩa là số lượt mà ghé thăm cái website của bạn. Tiếp theo là visitor. Visitor. Ok. Tiếng Anh Mỹ thì chữ tờ này nó sẽ biến thành chữ đờ nhẹ. Visitor. Mình có từ tiếp theo là internal link. Nó có sẽ âm K ở cuối, link. Đó là liên kết nội bộ. Liên kết nội bộ là gì ạ? Internal link là
Những cái liên kết nó giống như bạn mở trang web, ví dụ phổ biến nhất là Wikipedia. Mỗi một cái thuật ngữ lại dẫn ra một cái thuật ngữ khác mà nó hiển thị màu xanh xanh á. Mình sẽ mở cho các bạn xem hình dung Wikipedia. Wiki. Ví dụ mình muốn search về earthquake. Đây, nó ra gợi ý nha. Mình sẽ đọc thử một bài để các bạn hình dung. Nó là những cái eternal link. Đây, nó sẽ giới thiệu, nó ra gợi ý dịch nha. Đấy, thì những cái màu xanh bạn nhìn không? Mình sẽ tích vào một cái này chính là eternal link. Đó. Rất nhiều những cái nghi niệm. Nó có thể dẫn đến một cái loại động đất khác nữa đúng không? Cái tsunami. Bạn nhìn cái hình là bạn có thể hình dung ra đúng không? Nhưng mà bạn tích vào đây là nó sẽ nhảy ra một kênh khác. Đó. That's it. Tsunami. Sóng thần đúng không? Rồi bây giờ lại quay trở về bài học nhé. Mình có anchor text. Là những cái từ khóa neo. Anchor là cái mỏ neo ở tàu á. Thì ở đây nó có chữ chờ trong tiếng Việt đúng không? Vì thế rất nhiều người đọc sẽ đọc, có xu hướng đọc là anchor, anchor gì đó. Nhưng phiên âm của nó sẽ là anchor, cur. Tiếng Anh Mỹ thì chữ R sẽ cong và sâu trong họng hơn. Text. Chữ X, nếu mà phiên âm một mình nó sẽ là axed. Vì thế nó phiên âm ở giữa hay có x, x, text, text. Đó là từ khóa neo hay còn có là tối ưu cái liên kết nội bộ. Tiếp theo là mình có content marketing. Content là nội dung cái bài viết của bạn, nội dung cái bài quảng bá marketing. Trong một cái website thì mình phải có một cái phần khá là quan trọng quyết định cái lượng truy cập click vào, thì đó là meta description tag, là cái thẻ phần mô tả cái nội dung cái dịch vụ của bạn. Tiếp theo là description. Thì giống như ở phía trên, description là mô tả, là cái phần mô tả đúng không? Một trong bài mô tả nội dung thì thường có bài có hình ảnh. Trong hình ảnh thì người sẽ quy ước cái hình ảnh làm sao để tối ưu nhất. Ví dụ như trên Facebook thì khoảng kích thước đấy có thể là hình vuông 900. Ok, thì cái đó gọi là dimension, kích thước. Trong dimension, cái âm shin nó phải là cong lưỡi nhá, chứ không phải là âm shin nữa nhá. Nó phải là chu cái miệng mà cong lưỡi, shin, ok. Thì trong kích cỡ, kích thước thì mình có long là tính từ, thì nó sẽ biến thành length. Âm th sound là cái từ tờ h này này trong tiếng Việt á, thì nó đọc là length. Thì ở đây có nghĩa là độ dài. Tiếp theo là mình có wide. Wide thì là tính từ rộng. Vì thế danh từ của nó là width, đọc khác biệt hoàn toàn đúng không? Cũng là chữ th sound nhưng nó sẽ đọc là z, chứ không phải là, không phải âm gió nữa. Tiếp theo mình có CTR, CTR đúng không? Nếu đọc sang tiếng Việt là viết tắt của ba chữ click through rate. Có nghĩa là rate là dịch ngược lại là tỷ lệ. Through thông qua, click cú nhấp chuột. Vậy là tỷ lệ số lần hiển thị quảng cáo, tỷ lệ nhấp chuột. Tiếp theo là CPC. Khi bạn nhìn thấy những các chữ viết hoa này bạn có thể đoán được là viết tắt của ba từ gì đó. Mình có cost per click, cost per click. Nếu mà mạnh cái âm cuối nữa thì là thì đây chính là hình thức chi phí tính quảng cáo dựa trên mỗi nhấp chuột vào quảng cáo. Thì mình dịch ngược lại từ dưới lên là click là cú nhấp chuột này, per này là mỗi này, cost là chi phí. Đó, chi phí trên mồm lỗi lần nhấp chuột. Cái này thì nó lại dịch xuôi. Tiếp. Cái từ này cũng đồng nghĩa với một từ khác, đó là pay per click. Có nghĩa là trả theo từng cái cú nhấp chuột. Tiếp theo, mình có khái niệm conversion rate. Conversion rate. Rate thì vẫn là tỷ lệ, được chưa? Conversion là chuyển đổi. Chuyển đổi, cái tỷ lệ chuyển đổi ở đây có nghĩa là sao? Khi bạn tạo ra một cái form, một cái hành động nào đó, mong muốn khách hàng điền vào phản hồi một cái website hay là đăng ký một cái dịch vụ nào đó của bên bạn, thì chính là chỉ số tỷ lệ cái khách hàng thực hiện một hành vi sau khi xem một cái quảng cáo của bạn. Thì đấy gọi là conversion rate. Mình muốn đi đến cái từ cuối này là organic search result. Tức là kết quả tìm kiếm tự nhiên trong kết quả tìm kiếm của Google. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã dõi theo. Nếu các bạn có nhu cầu học luyện TIELTS, tư vấn du học hay
tham gia các khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tiếng Anh dành cho trẻ em thì hãy liên hệ tới cái hotline của trang web của website cũng như là các cái thông tin có thể inbox mình hoặc là comment bình luận phía dưới. Bên mình sẽ có các bạn tư vấn trực tiếp liên hệ với bạn. Chúc bạn học tốt!